sớm quá nên nhà cơ sớm. Và bây giờ mình mới làm không? Có gì để không không mấy khi qua bao nhiêu tư tắt được mà. Từ 5 đến 10 ngày. Cái mắt này nó nhỏ cắt sớm nhà cơ. Cái nó chưa kịp kín vào cái vết bên chị loại bỏ cái da trùng ở dưới. Không, ý là ví dụ như ăn thì bản thân này còn làm rồi. Làm đi là phải bây giờ lại không là tại vì bạn nên sống nhất nên là bạn phải ăn uống thì mình trước sau như mình cũng phải kiêng thôi. Còn ví dụ như chị ăn hải sản đúng không, thì chị ăn một hai con ốc hoặc là cái này cái kia. Ốc là à, ăn tôm rồi chị ăn luôn rồi chị kiêng đúng một tháng luôn ấy. Rồi là mỗi giờ đâu phải kiêng hai đâu, kiêng có mỗi rau muống với đồ lết thịt bò hết thì có ăn thoải mái. Nè em nói chị nghe nè, tùy theo cái kỹ thuật bác sĩ làm. Ví dụ như có những bác sĩ làm họ tổn thương nhiều á, làm bị tổn thương nhiều là chị phải kiêng nhiều. Còn Manny á, chị thấy đó là nó ít bị tổn thương là nó sẽ khác, hiểu không? Tại vì bác sĩ là không phải là đợt nào cũng vào. Nói chung là đủ khách em cũng vào. Mà làm nó là phải đặt cọc cho em thì em mới muốn bác sĩ vô. Tại vì đợt này á, là em đủ khách rồi nên là thành ra là chị thay vô thì là em không lấy cọc. Còn ví dụ như mà không đủ khách là em bắt buộc em phải lấy cọc cho đủ thì em mới bút vào. Chứ lỡ vô chị không làm, chị thấy không, vô đổi không làm là coi như là bán máy bay rồi tất cả mọi thứ đâu có được. Làm là tụi em sẽ phải đặt cọc này. Tại vì nói chung á, là đặt cọc là vì sao? Tại vì có nhiều người tại vì cứ nói làm xong rồi vô đổi không làm thì cái đó là nó đúng rồi. Thank you.
đi xe. Đi đi xe một cái. Chị bé nặng mụn hả? Cái giường đó chị bé. Đi làm đi đi làm đi 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 đi. Ý là chị mang lên là cái mũi của chị tự nhiên nhỏ lại. Thu cái mắt vào. Nhưng mà chị hiểu không? Tại vì mình đâu có cuộn đâu nên là nó vẫn giữ tì cho mình. Cái sống thôi. Lờ mất đấy. Chưa rảnh rồi. Hiểu như chưa rảnh khi lên thai thì được.
mình xin đi nói. Chị Hà gần xong chưa chị Hà? Quay ở dưới vậy hả? Dạ. Không thì chị lồm lại đây em xuống qua cho. Ừ. Okay. Cũng chưa rảnh.